chào tất cả các bạn của kênh Mẹ Miền Tập Lục nha. Bây giờ mình đang ở quận 5 các bạn, ở đường Phùng Hưng. Thường thì buổi tối cái khu này là sẽ là khu ăn uống, mà hôm nay chắc có vẻ là người ta đi chơi lễ hết rồi, cho nên cái đường Phùng Hưng buổi tối nay cũng không có nhiều hàng quán bán. Bây giờ mình đang đi tới tiệm giặt ủi 204 của một bạn trẻ mà mình đã hướng dẫn cái nghề giặt ủi. Thì bạn đó hôm nay mở tiệm các bạn. Đây. Đó. Thấy chưa? Rồi, mở tiệm nha. Đây là tiệm giặt ủi của bạn đó đây. Giặt sấy 204 đó. 204 Phùng Hưng. Phường 14 quận 5 nha các bạn. Có ai ở gần khu vực Phùng Hưng này có muốn giặt ủi thì ghé khu vực này nha. Đây. Phía trước buổi sáng sẽ là một cái chợ đó, các bạn thấy không? Còn bây giờ buổi tối là người ta bán đồ ăn. Rồi đây, bây giờ mình đi vô tiệm nha. Quay lại cho các bạn xem cái bên trên chút xíu. Bây giờ chúng ta đi vô tiệm. Rồi bây giờ mình đi vô tiệm nha. Đây là phía trước mặt tiền nè các bạn. Đây. Giặt sấy 10.000 kg. Giặt giày 30.000 một đôi, ủi hơi 9.000 một cái ha. Rồi, giặt sấy mền tủ bông màn cửa ráp. Rồi, bây giờ mình đi vô nha. Đây, giờ mình nhìn bước vô tiệm nha. Ở phía trước để một cái cân luôn cho khách hàng tự cân nha các bạn ha. Cân để biết được giá luôn. Rồi, bên đây cái kệ để giày. Ngoài có một cái tivi chiếu luôn các bạn ha. Tivi chiếu về tiệm đó. Rồi đây, kệ để giày. Bạn này mới mở ra được có 1 tuần thôi các bạn. Còn trước đó là cái thời gian mình set up cho các bạn này ha. Rồi khi mà bước vô tiệm thì sẽ có ngay một cái kệ để nước xả, giống như là siêu thị bán hàng vậy đó. Nhưng mà thực sự là bạn này làm cái nước xả để cho khách chọn lựa. Đây, nước giặt các loại ha. Rồi nước xả cũng các loại luôn. Cơm pho Downy đó. Rồi tẩy nè các bạn, tẩy màu. Rồi Downy đó. Rồi nói chung là vì là theo cái tư vấn của mình cho nên cũng có cái máy sấy ha. Theo tư vấn của mình cho nên là có máy sấy lớn, máy sấy nhỏ, rồi máy giặt cửa trước. Giống như mình cũng đã từng nói, máy giặt cửa trước cũng phải có trong tiệm để làm những cái công việc mình đã từng tư vấn với các bạn nha. Tuy nhiên là luôn luôn đối với cái mô típ của mình thì bao giờ cũng có máy giặt cửa trên. Và đây là 3 cái máy giặt cửa trên nha. Đó, một cái lớn của LG các bạn, để giặt hàng khủng các bạn ha. Chăn ra khủng, khối lượng nhiều, topper. Rồi đây là 2 cái máy giặt có cái số ký nhỏ hơn tí xíu, cũng cửa trên. Đó các bạn thấy không? Đó. Rồi còn qua bên này thì là cũng máy giặt từ trước. Đây các bạn thấy không? Đó. Cũng mới mở được 1 tuần lễ nay thôi các bạn. Đó. Cũng có đồ hấp, áo dài, đồ ủi các bạn ha. Đồ khách để đây. Đó, cũng có kệ để. Rồi đồ khách đây. Rồi máy sấy giày. Máy sấy giày. Rồi. Rồi riêng cái phần ủi á thì bạn này làm cái bàn ủi giống y chang cái bàn ủi mình đang sử dụng theo cái yêu cầu của mình. Bạn ha.
và đặc biệt là sử dụng cái bàn ủi, một cái là Philips 7933 và một cái mà một trong bốn cái bàn ủi á mà mình mua từ Mỹ về, mình có giới thiệu với các bạn đó, sử dụng y chang cái bàn ủi này của mình, thì mình đã hướng dẫn ủi cũng như mình đã chia sẻ lại cho mấy bạn này một cái bàn ủi y chang cái bàn ủi của mình nhập từ Mỹ về. Nhưng bữa trước mình có giới thiệu các bạn đó, mua từ Mỹ về 4 cái, thì bạn trẻ có nhu cầu thì mình sẵn sàng mình dưỡng lại đó, không có lời lớn gì hết bạn ơi, thay vì kể để dài nha. Đó. Rồi bây giờ mình qua đây ha, đây là hai cái bàn ủi của bạn này nè, đó, cái trên một cái dưới đó. Rồi đây là cái máy sấy lớn các bạn, đây là máy sấy khủng luôn, thấy không, của Whirlpool đó. Đây cái lồng sấy nó nằm ở dưới đây đó, các bạn thấy không. Đây nói chung là cái tiệm này là về máy móc, là mình tư vấn và mua máy cho bạn này, đường nước đường điện là mình tư vấn làm hết đó, đường thoát nước đường điện. Rồi bên cạnh đó là hướng dẫn cho các bạn này cái nghề, cách thức giặt như thế nào, rồi cách thức ủi ra sao, mình chia sẻ kinh nghiệm cho bạn thực nghiệm tại tiệm của giặt ủi Bá Hỷ của mình luôn đó. Đây bạn làm rất là bài bản và rất là chỉnh chu đâu đó nha, kệ xào đồ đầy đủ, đánh đèn các bạn ha, đánh đèn từ trên xuống luôn nè, các bạn thấy nè đó, đèn trần luôn nha, đủ loại đèn trần luôn, nhìn một cái tiệm nó rất là tươm tất và gọn gàng. Trong này mình nhìn ra ngoài trước cửa kiến luôn nha các bạn, cửa kiến kéo luôn. Rồi các bạn nào ở khu vực quận 5 nha, có nhu cầu thì ủng hộ cho bạn này ở 204 Phùng Hưng, ngay ở trong chợ Phùng Hưng luôn các bạn. Rồi đề nghị chủ nhân lô diện, đây là bạn trẻ đó, rất là trẻ, rất là năng động và đầy nhiệt huyết luôn các bạn. Rồi bạn tên là Tây nha, Sơn Tây. Rồi các bạn có nhu cầu cứ ghé nha, 204 Phùng Hưng nha. Rồi xin chào và xin hẹn gặp lại nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip nha.